chào bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của em Phường Vùng Cao Sơn La nhé. Đây hôm nay mang cái bông sỏi này, bông này bông rất là đẹp nhá, bông nhỏ, tròn. Có nhiều loại hương bông lắm nhưng mà nhiều khi không mua được cái loại mà nó bông nó tròn mà nhỏ nhỏ như này. Nhìn nó rất là đẹp. Đây bông bông này. Đây là mình đã vạch sẵn rồi, đây là được 3 cây. Kích thước này chắc khoảng là hai làm được cây 25-26. Cái này có dày có 1,3 cm thôi. Nhưng mà nhiều người thì nghĩ là không làm được, nhưng mà với bàn tay của bác thợ ấy, bác thợ thò ấy, thì bác sẽ làm được cái loại mỏng như này nhá. Nhưng mà với điều kiện là phải xẻ rất là phẳng. Đấy, xẻ vi tính cơ. Bác thò ơi, cháu mang cái hương bông này cho bác này. Nào. Đấy. Thì đây thì đây cháu mang cả cái thanh nhíp xe gát đây. Đây là nhíp gát nhé các bạn anh em nhé. Nhiều anh em không biết loại nhíp UWAT mới lại nhíp xe gát nó như nào. Đây thì mình sẽ giới thiệu, đây là nhíp của xe gát. Đấy. Nhíp Nga. Nhíp gát nhá. Nó như này nó to, bản nó rất là to. Bản nó to dày. Đầu nó như này. Nhíp gát, còn nhíp UWAT thì nó ở trong kia cơ. Thì tí mình sẽ lấy cho anh em xem. Đây thanh nhíp UWAT nó sẽ như thế này này anh em này. Đây là nhíp thanh nhíp UWAT này. Đấy. Nhíp UWAT. Nhíp UWAT này. Nó sẽ như thế này. Còn đây là nhíp xe gát này. Đấy. Hai loại này đều tốt cả. Đều là nhíp Nga. Đều rất là sắc bén, nếu mà để mà rèn lên được một thanh cây dao ấy. Thì hôm nay mình đã có mặt ở đây thì mình sẽ nhờ, đây là cái vỏ này. Anh em biết cái gỗ này là gỗ gì không? Gỗ này là gỗ chắc. Đấy, gỗ chắc đen. Gỗ chắc đen. Như là một tấm này là 500.000 một bộ này. Đấy. Thank you.
rán này, rồi chuẩn bị phôi, phôi thép này, rồi phôi gỗ này. Đó, bắt đầu anh ấy sẽ đi rèn nhá anh em nhá. Đó, đây rèn cái miếng này chắc chỉ được con khai hai thôi. Phôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Đây phôi đây anh em ơi. Cái phôi cán sừng trâu mới lại cái gỗ chắc chun. Đấy. Thế làm cái nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh. Đó nhá anh em nhá. Bây giờ sẽ đi xem anh ấy rèn. Tức là chú về nhà nó. Cái này được bao nhiêu anh Tống nhỉ? Thử đo xem nào. Cái này thì mình sẽ hãy tầm thước đo xem. Tầm này thước đo nhỉ. Được 21. 21. 21 nhá. Anh em nhá, được cây 21. Đấy, cán vỏ đây rồi. Anh để đây xem nào, để xem nào. Để xem vừa không? Nóng đấy. Nóng đấy. Mà kệ nó không sao đâu mà cái gỗ này. Đấy, được 21 thôi anh em ạ. Được. Cái cán sừng gỗ này vỏ chun tầm thế thôi. To nếu không. Ok. Đây, mấy hôm nữa em sẽ cái này chắc còn phải ấy nữa mới nhúng được đúng không?